ánh sáng tin mừng với Thu Trang, Uyên Thi, Thanh Thủy, Thu Trang và anh chị em thực hiện chương trình xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng. Hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2020, theo lịch phụng vụ Công giáo, hôm nay là Chúa Nhật 27A thường niên, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho sứ mạng của giáo dân trong Hội Thánh. Xin cho mọi tín hữu, khách riêng phụ nữ, qua phép rửa của họ biết tham gia một cách tích cực và trách nhiệm hơn trong Hội Thánh. Các lễ đặc biệt trong tuần này gồm có: thứ Hai, ngày 5 tháng 10, lễ Thánh Faustina Kowalska, chân phúc Francisco Xavier Silo, linh mục dòng Chúa Cứu Thế; thứ Ba, ngày 6 tháng 10, lễ Thánh Bruno, linh mục chân phước Marie Rose Durocher, trinh nữ; thứ Tư, ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ; thứ Sáu, ngày 9 tháng 10, lễ Thánh Dionysio Giám Mục và các bạn tử đạo; Thánh Joan Leonardo, linh mục. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội Hoàng Vũ, tiết mục học hỏi thánh kinh với linh mục Nguyễn Đình Anh Nhuệ, và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa chí thánh và giàu lòng xót thương, xin cho chúng con nhận biết những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con mỗi ngày, và xin cho những ơn đó được nở sinh hoa trái trong tâm hồn chúng con. Chúng con xin Chúa cứu chữa những ai đau yếu bệnh tật, cũng như đang trong cơn hấp hối biết kêu cầu danh Chúa, và những người đã qua đời, xin Chúa thương nhận họ vào hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên trời. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng, luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu, và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng, được tràn đầy ơn lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dầu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: đứa con thừa từ kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cầu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời, ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán, các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm trổ sinh hoa trái. Đó là lời Chúa. Quý ông bà, anh chị em thân mến, vào năm 2004, cơn bão Charlie đổ bộ vào Florida đã làm khoảng 15 người chết và thiệt hại khoảng 17 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tờ báo tại Mỹ đã phanh phui chuyện một trạm xăng ở Orlando, Florida
bán túi nước đá 10 đô la thay vì 2 đô la theo giá thông thường. Hay vào thời điểm đó, cây cối bị bão giật đổ dẫn đến việc nhu cầu cưa cây và sửa mái nhà tăng cao. Một nhà thầu ra giá 23.000 đô la để dọn hai cây đổ ra khỏi mái nhà. Các cửa hàng bình thường bán máy phát điện nhỏ giá khoảng chừng 250 đô la, bây giờ hét giá 2.000 đô la. Hay một cụ bà 77 tuổi chạy bão với người chồng cao tuổi cùng cô con gái khuyết tật phải trả những 160 đô la một đêm cho phòng trọ giá bình thường chỉ khoảng 40 đô la. Ngày nay, nước Mỹ và cả thế giới đang phải đối diện với hai cơn bão còn dữ dội hơn nhiều. Cơn bão COVID-19 và cơn bão có lòng tham con người. Hai cơn bão này đang càn quét qua mọi nơi trên thế giới. Cụ thể, chúng ta thấy trước cơn đại dịch COVID-19, giá khẩu trang phải nói là rẻ như bèo. Nhưng kể từ lúc đại dịch bùng phát, giá của chúng lại tăng chóng mặt. Giá của các đồ dùng liên quan đến COVID-19 không chỉ tăng gấp đôi, gấp ba, nhưng phải kể đến gấp 10 lần cũng có, đặc biệt ở những nơi khan hiếm vật tư y tế. Trong cơn đại dịch COVID-19, nếu có hàng triệu người khốn khổ, lao đao, khó khăn, sợ hãi bủa vây tư bề, thì cũng không ít người ngược lại cảm thấy an nhàn, vui vẻ, hạnh phúc vì nhờ có đại dịch COVID-19 mà họ giàu lên một cách bất ngờ, tiền vô như nước bởi biết cách kinh doanh và cả trục lợi bất chính từ cơn đại dịch này. Quý ông bà, anh chị em thân mến, những người ta điền trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay là một tấm gương rất cụ thể và gần gũi cho mỗi chúng ta. Nhiều lúc chúng ta dễ dàng để cho cơn bão của lòng tham càn quét qua cuộc đời của mình. Ở đời có những thứ lòng tham không gây hại, thậm chí rất tốt cho chúng ta. Ví như việc chúng ta say mê cầu nguyện, hy sinh mỗi ngày, ham muốn làm những việc lành phúc đức cho tha nhân, hay năng tập tành các nhân đức. Tuy nhiên, đại đa số lòng tham những sự ở đời này sẽ gây hại cho chính ta và cho tha nhân. Nếu chúng ta để cho lòng tham của mình hướng về những sự ở đời này mà thôi, thì nó có thể khiến ta trở nên mù quáng, trở nên điên cuồng, thậm chí sử dụng cả những âm mưu thâm độc, tiểu xảo để đạt cho bằng được mục đích của bản thân. Con người chúng ta ai ai cũng có sẵn lòng tham trong mình. Lòng tham ấy ví như người nuôi rắn độc, không cẩn thận từng phút có lẽ bị rắn độc quay đầu lại cắn chắc. Cuộc sống ngày hôm nay chúng ta bon chen với đời, tìm kế sinh nhai, kiếm tiền, danh vọng, ham muốn cả trong tình yêu nữa. Lòng tham ấy kích thích động lòng tâm trí, khiến chúng ta cảm thấy khổ tâm, không hài lòng với những gì mình đang có. Con người ta khi tham quá sẽ trở nên mù quáng, không còn biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có, hạnh phúc trong tầm tay mình, để chỉ mong có được những thứ mà mình xem là quý giá hơn, đáng tìm kiếm và chiếm hữu hơn. Sự tham lam mù quáng có khi khiến con người ta phải trả giá đắt mới hiểu ra rằng những thứ quý giá ấy luôn ở ngay bên cạnh mình, chứ chẳng phải đi tìm ở đâu xa. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chúng ta nên nhìn lại chính mình, xem mình đã chiến đấu như thế nào với cơn cám dỗ về sự vô ơn đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân, và lòng tham lam dính bén với những sự ở đời. Trong dụ ngôn trên, những người ta điền độc ác kia đánh mất tất cả những của tốt lành họ đang hưởng dụng chỉ vì sự vô ơn và lòng tham vô đáy của họ. Tính ích kỷ và tham lam luôn chờ sẵn đó, chỉ chờ có dịp thuận tiện đến là chúng sẽ gặm nhấm cuộc đời chúng ta. Ví như siêng năng làm việc thì tốt, nhưng làm nhiều quá đến nỗi không còn thời gian để lo lắng chăm sóc cho gia đình, cho con cái, cho chính đời sống tâm linh của mình, thì ta rất dễ rơi vào cạm bẫy của lòng ham muốn tiền bạc, ham muốn của cái vật chất, những hưởng thụ chóng qua ở đời này, những dính bén
với cuộc sống hiện tại mà không còn lo nghĩ gì cho cuộc sống thiên đàng mai sau. Thật xót xa, trong thời đại này có biết bao nhiêu người vì tham công việc mà dồn hết tâm trí vào đó, dồn hết thời gian, sức lực vào đó, để rồi không có thời gian cho gia đình. Không ít cha mẹ quá dè sẻn thời gian của họ cho con cái, chỉ vì họ dành hết thời gian cho công việc làm ăn hay đơn thuần lo cho những hưởng thụ của bản thân họ. Để rồi khi nhìn lại cảm thấy hối tiếc vì gia đình gãy gánh giữa đường, con cái lìa bỏ gia đình. Bởi lẽ chúng cảm thấy thiếu vắng sự hiện diện và quan tâm của cha mẹ chúng. Tiền bạc thật rất cần thiết cho đời sống chúng ta, nhưng nó không phải là tất cả. Thậm chí lòng ham muốn sự đời có thể phá đổ hạnh phúc tưởng như đang ở trong tầm tay của chúng ta. Các đại điển trong tin mừng hôm nay không hề biết ơn ông chủ đã cung cấp đầy đủ cho họ tất cả những phương tiện cần thiết để mưu sinh. Trái lại, họ muốn nhiều hơn thế, muốn chiếm đoạt của chủ, của người khác chỉ để thỏa mãn cơn khát của cái vật chất ở đời này chăng? Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta đón nhận nhưng không tất cả mọi ơn lành từ Thiên Chúa mà không hề để ý hay không biết tạ ơn Ngài. Thời gian là của chúng ta ư? Tài năng là của mỗi người ư? Không. Tất cả những thứ đó, những của tốt lành ta hưởng dụng đều đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong rất nhiều trường hợp, lòng tham vô đáy đã che đi đôi mắt lương tâm của con người và họ đã để cho lòng tham làm chủ cuộc đời mình. Lời Chúa cũng đã răn dạy rất rõ ràng, lòng ham muốn tiền bạc là cội rễ mọi sự dữ. Quả thế, lòng tham có thể khơi nguồn cho những hành vi bất lương khác. Những người tá điền bất lương phạm tội sát nhân âu cũng chỉ bởi lòng ham muốn của cải của ông chủ. Họ muốn nhận hơn những gì họ đáng được hưởng từ lòng tốt của ông chủ. Thay vì tỏ lòng biết ơn sự rộng lượng và tin tưởng của ông chủ vườn nho dành cho mình, họ đã để lòng tham làm chủ ý chí và lòng muốn của họ. Dù ngôn những người tá điền bất lương mà chúng ta nghe trong đoạn tin mừng trên quả thực là một lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Thiên Chúa luôn là đấng quảng đại và tín trung. Ngài đã tin tưởng trao ban cho chúng ta sự tự do tuyệt đối để chúng ta có thể tự do điều khiển cuộc đời mình theo cách ta chọn lựa. Như người chủ nhân lành trong dụ ngôn đã trao phó cho những tá điền vườn nho của ông đã được trang bị đầy đủ để họ có thể canh tác và mang lại nhiều hoa lợi cho chính họ và cho ông. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống, tài năng, thời gian và tất cả những thứ ta đang hưởng dụng ở đời này. Ngài trang bị cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta không chỉ làm lời cho Ngài mà thôi, nhưng cho chính mình và cho anh chị em xung quanh nữa. Thật đáng buồn vì không ít người ngày hôm nay, kể cả tôi và anh chị em, thỉnh thoảng vẫn là những tá điền trong vườn nho của giáo hội với thái độ sống vô ơn cũng như không quan tâm đến việc xin lời cho vườn nho của Thiên Chúa. Có những người sẵn sàng khép kín lòng từ tâm của mình lại trước nhu cầu của tha nhân, một chỉ muốn thu tích cho mình những gì bản thân cho là tốt, là đáng có. Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do chọn lựa của mỗi người. Thế nhưng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, một ngày nào đó khi đối diện với Ngài, chúng ta sẽ phải trả lẽ về cách chúng ta quản lý mọi tài sản Chúa ban, mọi ân sủng Ngài ban, cũng như mọi hoa quả từ chính cuộc sống chúng ta, trong mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta luôn biết sống tâm tình tạ ơn Chúa trong tất cả mọi sự, mọi lúc trong cuộc sống, biết khôn ngoan, tránh xa cơn cám dỗ của lòng ham muốn các sự ở đời này. Và hơn nữa, xin Chúa giúp cho chúng ta luôn cố gắng sống bác ái yêu thương, quảng đại chia sẻ trong đời sống hàng ngày. Có như thế, chúng ta là những người tôi tớ trung tín và khôn ngoan,
biết quản lý các ân sủng của Thiên Chúa, thay vì vô phúc trở nên những tá điền trong chính vườn nho của Chúa là giáo hội ngay tại ở đời này.
ngăn trận thảm sát người di cư ở Địa Trung Hải, Tinh Europe. Vào ngày 27 tháng 9, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Người Di Dân, Trung tâm Astali, Trung tâm Hỗ trợ Người Di Dân và Tị Nạn của dòng tên, đã lên tiếng rằng để cho nhiều người nam, nữ và trẻ em chết trên biển, với sự thờ ơ của các chính phủ, các tổ chức và xã hội dân sự là một tệ nạn không thể chấp nhận được trong thời đại chúng ta. Trong thông cáo, Trung tâm Astali cũng bày tỏ sự đau buồn về 200 người di cư đã chết trên biển Địa Trung Hải, trong nỗ lực thoát khỏi nỗi kinh hoàng ở Libya và để có được sự bảo vệ ở châu Âu. Các nhà thờ ở Hoa Kỳ vẫn bị phá hoại, tin Hoa Kỳ. Các vụ phá hoại chống lại các nhà thờ ở California vẫn tiếp tục. Lần này, nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô của Giáo hội Công giáo Candel ở El Cajon đã bị xâm phạm. Vào ngày 26 tháng 9, nhà thờ đã thông báo trên Facebook: "Sáng nay, nhà thờ yêu dấu của chúng ta đã bị vẽ những ngôi sao năm cánh, thánh giá ngược, dòng chữ quyền lực trắng, dấu hiệu Đức Quốc xã, Black Lives Matter. Nó nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho những người anh em của chúng ta ở Iraq đang phải đối mặt với sự đàn áp. Chúng ta cầu nguyện cho những người đã làm điều này." Người Công giáo Nga phản đối luật mới về tự do tôn giáo, tin Russia. Người Công giáo Nga đang lo ngại về những thay đổi đối với luật tự do lương tâm và các tổ chức tôn giáo đã được trình lên Hạ viện Nga. Bản dự thảo luật mới được đề xuất bởi Ủy ban Quốc hội bắt buộc các linh mục và nhân viên của các tổ chức tôn giáo được đào tạo ở nước ngoài phải được đào tạo lại tại các cơ sở của Nga. Hiện tại, do sự can thiệp, phản đối của các cộng đoàn tôn giáo trên các phương tiện truyền thông đã ngăn chặn nỗ lực tiếp tục gia tăng các biện pháp kiểm soát đối với các tôn giáo của chính quyền. Giáo hội Ba Lan phát sóng thánh lễ hàng ngày, tin Ba Lan. Đài truyền hình nhà nước Ba Lan TVP đã ký một hợp đồng mới với Hội đồng Giám mục để chiếu thêm các chương trình và thông điệp tôn giáo của Giáo hội Công giáo, bao gồm thánh lễ hàng ngày trên kênh chính của đài. Hợp đồng được ký kết hôm 24 tháng 9 bởi Giám đốc điều hành TVP Jacek Kurski và Giám mục Artur Mizinski của Giáo phận Lublin và Vasclav Depot của Czestochowa và cũng là người đứng đầu Ủy ban truyền thông của Hội đồng Giám mục Ba Lan. Giáo hội Công giáo Ba Lan có số tín hữu chiếm 92% dân số. Vatican có thẩm quyền nói với Trung Quốc về đạo đức, tin Hoa Kỳ. Trước chuyến thăm tới Vatican trong tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết ông có kế hoạch thảo luận về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và kêu gọi các quan chức Vatican lên tiếng về cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc. Ông nói, "Chúng tôi đã nói khá rõ ràng về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc đã trở nên tồi tệ dưới thời Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Giáo hội có đủ thẩm quyền và chúng tôi muốn khuyến khích họ sử dụng thẩm quyền đó để cải thiện tình trạng không những cho các tín đồ Công giáo, nhưng tín đồ của mọi tín ngưỡng tại Trung Quốc." Các đảng phái chia rẽ về việc đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett, tin Hoa Kỳ. Sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào tòa án tối cao ngày 26 tháng 9, các nhà lãnh đạo lưỡng đảng đã có mâu thuẫn trong quá trình đề cử và người được đề cử là thẩm phán Barrett. Các đảng viên đảng Cộng hòa đã tập hợp xung quanh Barrett như một nhà lập hiến nghiêm khắc, đồng thời nhấn mạnh cam kết cá nhân của cô đối với đức tin và gia đình. Các thành viên đảng Dân chủ cho rằng bà là người có tư tưởng, tư pháp và có thể lật đổ chương trình sức khỏe Obamacare và luật phá thai Roe vs. Wade. Một linh mục Nigeria được trả tự do, tin Nigeria. Một nhóm vũ trang đã bắt cóc cha Jude Onyebadi, hiện đang làm việc tại nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô ở Isle Azagba thuộc Nigeria lần thứ hai vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, sau lần bắt cóc thứ nhất vào năm 2018. Ngài bị bắt cóc cùng với ba công nhân từ trang trại của ngài trong lúc đang kiểm tra và trả lương cho nhân viên.
Ba công nhân được thả ra ngay tối hôm đó, còn cha thì được thả ra vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều giờ địa phương ngày 29 tháng 9 vừa qua. Cha vẫn chưa xác nhận được là có bất kỳ khoản tiền chuộc nào đã được trả cho việc phóng thích của mình hay không. Một nhà thờ Kitô giáo mới được xây tại Thổ Nhĩ Kỳ, tên Turkey. Sau gần 100 năm, mới có nhà thờ Kitô giáo đầu tiên được xây dựng hoàn toàn mới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là nhà thờ Kính Thánh Ephrem, được xây dựng ở ngoại ô Istanbul. Nhà thờ Kính Thánh Ephrem được cấp phép xây dựng vào đầu năm 2019 và được khởi công từ ngày 3 tháng 8 cùng năm. Nhà thờ được dự kiến sẽ khánh thành vào nửa đầu năm 2021. Nhà thờ mới có sức chứa 700 người và là ngai tòa của Đức Tổng Giám mục Joseph Sutton, hiện là vị lãnh đạo cộng đồng chính thống Syria địa phương. Hiện nay có khoảng 25.000 Kitô hữu Syria sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn tập trung ở ngoại ô Istanbul. Đức Hồng Y than hán mời gọi các tín hữu Hồng Kông hiệp nhất và hy vọng. Tin Hồng Kông, trong thư mục vụ có tựa đề Hiệp thông với giáo hội được phổ biến ngày 21 tháng 9, Đức Hồng Y Gioan than hán của Hồng Kông nói rằng sự chia rẽ đã tìm đường xâm nhập vào Cộng đoàn Công giáo Hồng Kông. Ngài kêu gọi Cộng đoàn Công giáo địa phương hiệp nhất và hy vọng giữa những bất ổn chính trị và xã hội. Ngài khuyến khích người Công giáo hãy vững vàng trong đức tin trong những thời điểm thử thách và khó khăn này, ý thức việc Thiên Chúa biến đau khổ thành phúc lành. Tiểu vương cung thánh đường đầu tiên ở Jakarta, tên Jakarta, qua bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, Đức Thánh Cha đã cho phép nâng nhà thờ Thánh Giuse ở Karaganda lên hàng tiểu vương cung thánh đường, một sự công nhận rất quan trọng đối với người Công giáo ở Kazakhstan. Đức cha Adelio de Loro, giám mục Karaganda, đã công bố sắc phong này trong thánh lễ được cử hành ngày 6 tháng 9 vừa qua. Trước đó, Đức cha Adelio de Loro đã xin tước hiệu này nhân dịp kỷ niệm 40 năm cung hiến nhà thờ và 29 tháng 6 năm 1980. Cộng đoàn Thánh Gioan 23 phục vụ bữa ăn tại Ý, tin Rome, vào hai ngày 26 và 27 tháng 9 tại 800 quảng trường ở Ý. Cộng đoàn Thánh Gioan 23 phục vụ bữa ăn cho những người nghèo. Đây là sáng kiến dành cho người nghèo mới sau đại dịch của cộng đoàn. Đối với nhiều người, tinh thần phục vụ của Cộng đoàn Thánh Gioan 23 do cha Benji thành lập vào năm 1968. Theo thời gian, không những không thay đổi mà còn dấn thân và có nhiều sáng kiến hơn nữa, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Mỗi năm, cộng đoàn phân phát 7,5 triệu bữa ăn cho những người đang gặp khó khăn. Người Công giáo xin Tổng lãnh Thiên thần Mikael chấm dứt khủng hoảng, tin Belarus. Trong bối cảnh xung đột của đất nước, những người Công giáo ở Belarus đã tham dự một thánh lễ hôm thứ Ba với bức tượng kính Tổng lãnh Thiên thần Mikael, nhằm cầu nguyện cho việc chấm dứt cuộc đàn áp giáo hội tại Belarus và phương cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Bức tượng này là bản sao của bức tượng được tìm thấy ở Vương cung Thánh đường Thánh Mikael ở Gargano, Ý, và đã đi khắp Belarus trong tháng này. Đỉnh điểm là thánh lễ ở thủ đô Minsk vào thánh lễ các Tổng lãnh Thiên thần 29 tháng 9 vừa qua. Tổng thống Ecuador phủ quyết dự luật y tế, tin Ecuador. Vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã phủ quyết toàn bộ dự luật Bộ Y tế được cơ quan lập pháp của đất nước thông qua. Dự luật sẽ mở ra cánh cửa cho việc phá thai, thay thế quyền làm mẹ và dạy tư tưởng giới tính cho trẻ vị thành niên. Theo ông Johanna Pesantes, thư ký pháp lý của Tổng thống, bộ luật y tế có tính cách trừng phạt, không đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe, có thể trở thành một trở ngại cho sự chữa trị uyển chuyển và kịp thời của các bác sĩ và các nhân viên y tế. Niềm tin vào Chúa sẽ giúp hợp nhất quốc gia, tin Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi đức tin như một động lực lâu dài cho sự ổn định và khả năng phục hồi của quốc gia trong thông điệp đánh dấu Ngày Quốc gia Cầu Nguyện và Thống Hối, được Tòa Bạch Ốc đưa ra ngày 26 tháng 9. Ông nói, quốc gia vĩ đại của chúng ta được thành lập bởi những người đàn ông và những phụ nữ có đức tin sâu sắc và kiên định. Một đức tin đã vượt qua thử thách của thời gian. Đệ nhất phu nhân và tôi cùng hàng triệu tín đồ cơ đốc giáo ở Hoa Kỳ
và trên khắp thế giới cùng nhau cầu nguyện để hướng lòng về Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Open up your hands. Xin kính chào tất cả mọi người, các thánh nam nữ như là sơ Thùy Trang có nói á, thánh ông, thánh bà á, các thánh cha, thánh mẹ và tất cả các thánh con nữa. Và con thật là rất là vui mừng lại gặp lại mọi người sau 2 năm xa cách, mặc dù thời gian thấm thoát thôi đưa nhé, mới 2 năm rồi mà đã bây giờ là chúng ta đã gặp lại nhau và chúng ta cùng tạ ơn Chúa, thật sự tạ ơn Chúa vì buổi gặp gỡ này. Và thật sự thì cảm ơn sơ Thùy Trang đã có những lời rất là tuyệt vời giới thiệu 2 năm về trước cũng như bây giờ. Nói chung là ý sơ Thùy Trang muốn nói là ông cha Nhuệ là một ngôi sao sáng, nhưng mà ông cha Nhuệ muốn nói là đúng đính chính là ngôi sao này chưa lên mà sắp xuống rồi. Bởi vì 2 năm đã trôi qua rồi, nó còn năm cuối nữa thôi, cho nên là xuống không có gì cả. Với lại chỉ đơn giản đó là một cái nhiệm vụ mà nhà dòng trao cho, để mà đơn giản là đại khái là để cùng nhau mà lo cho cái việc mà suy niệm và nghiên cứu thần học vậy thôi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là vẫn là rất vui mừng đến đây mà gặp được các anh, các chị, các bác, những người cha mẹ, những người mà phải đi làm mỗi ngày mà vẫn dành thời giờ đến đây để mà gì? Không phải là gặp gỡ ông cha Nhuệ mà là gặp gỡ Đức Kitô. Tuyệt vời quá. Và cảm ơn rất nhiều sơ Thùy Trang đã tổ chức cho chúng ta, tất cả mọi người chúng ta, những năm nay là thậm chí 3 tuần tĩnh tâm này. Và những ngày tĩnh tâm mà học hỏi kinh thánh này là những ngày thật sự là những ngày hồng ân. Và cảm ơn sơ Thùy Trang cùng với ban tổ chức, cảm ơn chị Bích Vân, Maria Magdalena Bích Vân lo tổ chức cái việc hậu cần mấy cái PowerPoint đó. Rồi cảm ơn những người đàn đó, các anh các chị mà đàn, cộng đồng đàn piano cho mình đó, để mình hát nâng lên tinh thần tất cả mọi sự. Và chúng ta đến đây gặp gỡ Đức Kitô và qua việc đọc sách thánh và việc bẻ bánh tuyệt vời và qua việc cầu nguyện đó. Thì lúc nãy hát đó, không biết mà mình hỏi chị Vân cái gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình đó, thì mình làm dấu sao? Gặp gỡ Đức Kitô ha, biến đổi cuộc đời mình ha. Cái này không hiểu sao biến đổi cuộc đời mình nghĩa là sao? Cái này nghĩa là biến đổi cuộc đời mình, nghĩa là khi nói mà biến đổi cuộc đời mình có nghĩa là không có gì biến đổi hết trơn ha, không có gì, không. Sao? Không hiểu sao mà mọi người đến hát rồi biến đổi cuộc đời mình, nghĩa là nghe kinh thánh bao nhiêu lần rồi, lâu rồi phải không, mà có biến đổi cuộc đời mình chưa? Coi như là rất là tuyệt vời nha. Nên là thôi, vì là chưa biến đổi cuộc đời mình cho nên nghe lại nữa, coi như nghe lại nữa. Nhưng mà thật ra đó, xin nói, xin thú thật với các bác, các anh chị em đây, chúng ta nghe kinh thánh biến đổi cuộc đời mình, vấn đề đây biến đổi cuộc đời mình trong đời sống thiêng liêng đó, nó là cái mầu nhiệm mà thật ra đôi khi chính bản thân mình cũng không biết được. Cuộc đời mình nó biến đổi, nó mà biến đổi không kiểu theo như là biến đổi từ ngày hôm trước hôm sau, thì nó biến đổi từ đen thành trắng, trắng thành đen, không phải vậy. Nó biến đổi dần dần. Lời Chúa như những giọt nước tuyệt vời, mạch nước đó, rơi vào đất sa mạc của mình, tâm hồn của mình, và làm đất đó dần dần biến đổi thành đất phì nhiêu. Dần dần. Đôi khi mình không biết đâu. Nhưng mà điều quan trọng là lúc nào mình cũng phải kiên trì, kiên nhẫn. Hạt giống lời Chúa rơi xuống đất của tâm hồn mình, hãy để hạt giống đó cứ đâm rễ trong tâm hồn mình, và từ từ nó sẽ sinh hoa kết quả. Lúc nào? Lúc mà Chúa muốn. Vì thế cho nên là chúng ta tiếp tục đồng hành với
Đức Kitô đồng hành với lời Chúa trong việc nghe sách thánh và bẻ bánh trong tuần này. Và chúng ta xin mời mọi người chúng ta cùng đứng lên và xin Chúa Thánh Thần tràn ngập tâm hồn chúng ta một lần nữa trong chiều hôm nay, cảm tạ Chúa những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Và chúng ta xin Chúa ban tràn đầy cho mỗi người chúng ta ơn Chúa Thánh Thần, để chúng ta một lần nữa đào sâu, suy niệm những gì mà Chúa đã để lại cho chúng ta, lời Chúa trong sách thánh, trong bốn sách tin mừng. Và chúng ta tung hô Chúa, ngợi khen Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Với tất cả tâm tình chúng ta cùng hát. Thánh Thần, con xin ngự đến. Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống. Này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến. Chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến. Hiến linh Ngài. Con ngợi khen Chúa, chúng con ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con điều kiện để quây quần bên nhau và quây quần trước bàn thờ Chúa để cùng suy niệm lời Chúa trong Kinh Thánh và cùng tham dự thánh lễ bẻ bánh. Lạy Chúa, xin Chúa ban tràn đầy cho mỗi người chúng con ơn Chúa Thánh Thần chiều hôm nay để giúp chúng con hiểu rõ hơn lời Chúa, sứ điệp tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho mỗi người chúng con chiều hôm nay cũng như mỗi chiều trong tuần này. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nè, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nữ vương ban sự bình an. Xin nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời mọi người cùng ngồi. Như mọi người đã biết, tuần này, chủ đề chung của tuần này đó là học hỏi lời Chúa qua bốn phúc âm. Và qua bốn phúc âm đó chúng ta tìm hiểu lời Chúa và học hỏi một cái điểm quan trọng nhất trong cái sứ điệp của lời Chúa, sứ điệp mà Chúa để lại trong bốn phúc âm. Đó là chúng ta đào sâu tìm hiểu về sứ mạng của Đức Giêsu Kitô và của một người môn đệ theo Chúa. Đó là sứ mạng như thế nào? Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người để mà làm những chuyện gì, để mà thực hiện sứ mạng gì mà Chúa Cha đã giao phó? Và nếu mà Đức Giêsu xuống thế làm người để thực hiện cái sứ mạng đó, thì người môn đệ mà theo Chúa, những người môn đệ theo Chúa 2000 năm trước cũng như những người môn đệ theo Chúa ngày hôm nay ở quận Cam này phải làm như thế nào để mà tiếp tục thực hiện sứ mạng mà Chúa Giêsu Kitô đã bắt đầu khi mà Ngài xuống thế làm người, ngôi hai xuống thế làm người? Vậy thì mọi người chúng ta hãy mở Kinh Thánh ra, mở phúc âm ra và chúng ta cùng đọc một cái đoạn quan trọng để mở đầu cho 5 ngày mà chúng ta sẽ suy niệm.
Và xin mọi người mở Kinh Thánh ra, cái đoạn đầu tiên mà chúng ta cần đọc và cần nhắc nhau lại, đó là đoạn Kinh Thánh Tin Mừng Thánh Luca chương thứ 24 từ câu thứ 13. Xin mời mở Kinh Thánh ra. Vẫn có nhiều cặp mắt long lanh biến đổi cuộc đời mình rồi. Cái gọi ngoắc tay vậy là ai có đem Kinh Thánh rồi xin giơ tay lên coi mình biết coi. Vẫn còn có người có đem, vậy là mình cũng mãn nguyện lắm rồi. Có người đem coi như là, còn ai không có Kinh Thánh, ai không đem Kinh Thánh xin giơ tay lên coi, giơ tay lên để mình biết rồi. Ôi trời, số đông vậy, sao đông vậy, đông này đúng là đông như quỷ vậy. Mấy đứa mình à, có cái này hả? Không này ăn gian à, cái chỉ trên này là ăn gian, cái này là chỉ giúp thôi. Nhưng mà cái các chị ở phía dưới đó, đằng sau đó có nói là đằng kia có mấy cuốn Kinh Thánh nữa đó, sau đó thì có thể coi. Nhưng mà nói chung ai không có kinh thánh ở nhà giơ tay lên đi. À, cũng có một số người cũng điều kiện mà cha đi qua Mỹ không có chỗ để Kinh Thánh vào vali. À, lúc mà đi qua Mỹ là mang mấy chục cái vali, nhưng mà tại không hết chỗ rồi nhá. Ở Việt Nam con có, nhưng mà bên Mỹ thì lại mua cuốn Kinh Thánh. Nếu có điều kiện khi mà học hỏi Kinh Thánh thì xin nhắc mọi người mua cái cuốn Kinh Thánh nó to to một chút. Cuốn này nè. Có nghĩa là ý nói là không phải là Kinh Thánh nó to chữ to mà mình mới đọc được, không phải. Kinh Thánh nó to đó là cái Kinh Thánh mà nó có chú thích ở dưới. Và có chú thích ở dưới thì mình đọc Kinh Thánh đó, mình tự mình đọc thì mình có thể mình hiểu hơn nhiều. Cho nên là cái đây chẳng hạn Kinh Thánh ấn bản 2011 cuốn Kinh Thánh to như thế này. Có thể là sau khi mà mình giảng xong hay sau thánh lễ gì đó, có thể là lên đây mà ngó một cái, mở ra một cái ha. Ngửi một cái cho nó mùi thơm lời Chúa ha. Vậy thế để mà biết, để mà mua Kinh Thánh này. Còn nếu mà không có điều kiện thì thôi, cuốn Kinh Thánh nhỏ cũng được ha. Cuốn Kinh Thánh nhỏ, Kinh Thánh mà không có chú thích nhiều đó, nhưng mà cũng có lời Chúa. Cái điều quan trọng đó, điều quan trọng là như lời Đức Thánh Cha Francisco có nói với các tín hữu trong một buổi kinh truyền tin đó, thì ngài có hỏi rõ ràng các Kitô hữu ở quảng trường Thánh Phêrô đó: các anh chị em có tin mừng không, có đọc tin mừng ở nhà hay không? Thì mình hỏi lại lời của Đức Thánh Cha Francisco: các anh chị em ở đây có đọc tin mừng ở nhà mỗi ngày hay không? Có rồi, vậy quá tốt. Nhưng mà có này hơi nhỏ. Có hay không? Có rồi. Có này như là ok. Mấy người mà không đó thì cũng cứ nói là có đi. Có đây có là hứa rằng từ ngày hôm nay ha, từ ngày hôm nay sẽ đọc. Ok, từ ngày hôm nay sẽ đọc. Những ai có iPad, iPhone đó, thì cũng được ha, cũng được. Nhưng mà nên có cuốn sách. Vì sao vậy? Nên có cuốn sách để mình mở ra mình đọc đó. Mình có thể ghi chú vào đó, lấy cái bút chì, vừa đọc mà vừa cầm cái bút chì đó mà ghi vào đó những cái cảm nhận của mình. Hay là đơn giản chỉ cần khoanh tròn những cái từ nào mình thấy hay. Hay mà nói nôm na gạch đích đó, những cái từ mà mình thấy hay. Và khi xin vậy thì ngày mai nhá, những người mà đi sẽ đi ngày mai nữa đó, thì xin mang Kinh Thánh theo của mình theo nhé, và mang cái bút chì theo. Và đó, mình vừa đào sâu cái sứ điệp của Kinh Thánh mà mình vừa học cái cách đó, cái cách mà mình tự đọc nhá, tự mà mình có thể đọc và mình thấy hay. Hay cái gì? Trong cái đơn sơ thấy cái chữ nào hay, gạch đích cái, khoanh tròn cái. Chẳng hạn như là Chúa khuyên các môn đệ: anh em hãy đi nghỉ đi. Mình thấy hay quá, anh em hãy đi nghỉ, ngủ nghỉ đi. Mình gạch khoanh tròn rồi đó. Có nghĩa là lời Chúa lúc nào bên cạnh con lúc nào cũng muốn đi ngủ, đi nghỉ, nghỉ. Con nghe lời Chúa thì cũng được, trong tinh thần đơn sơ nhá. Vậy xin đem theo cuốn Kinh Thánh, và chúng ta
Chúng ta mở Kinh Thánh ra và Tin Mừng Thánh Luca chương thứ 24. Vì sao mà bắt đầu từ cái đoạn này? Bởi vì cái đoạn này là cái đoạn mà chẳng giấu gì các bác, các anh chị em ở đây, nói lên cái tựa là các bác, các anh chị em biết ngay tổng nó là cái gì rồi. Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Tin Mừng Thánh Luca chương thứ 24 từ câu thứ 13. Đức Giêsu hiện ra cho các môn đệ trên đường Emmaus. Và cái đoạn Kinh Thánh này chắc chắn mọi người biết hết chuyện xảy ra như thế nào. Biết không ạ? Biết phải không? Thành ra là không cần phải nhắc nhiều. Nhưng mà dù rằng mà mình biết, khi mà mình đọc lại từng từ từng chữ, và khi mà mình suy niệm từng từ từng chữ, mình lại có được cái ơn riêng, được soi sáng cách đặc biệt hơn nữa, để mình hiểu hơn nữa. Và cái trên con đường Emmaus đó, thì là đôi khi đó chính là cái con đường đời của mình. Hỏi vì sao như vậy? Vì lời Chúa là lời hằng sống. Cái những gì mà viết ra đây đó không phải là những mẫu tự chết mà được viết ra 2000 năm trước, mà đó là những lời sống động của Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là người lúc nào là đấng hằng sống. Và đấng hằng sống đó ngày hôm nay cũng đang sống và đang ở bên cạnh mỗi người chúng ta, và muốn nói với chúng ta những lời này. Vì thế chúng ta cùng đọc lại cái đoạn này, và chúng ta suy niệm về cái cuộc đời của mỗi người chúng ta, để bắt đầu cái hành trình 5 ngày đọc Kinh Thánh này, học hỏi Kinh Thánh này, 5 ngày học hỏi Kinh Thánh qua 4 sách Phúc Âm này. Nhưng mà thật ra 5 ngày này chính là 5 ngày mà mình sẽ cùng đồng hành với chính Chúa. Vì thế cho nên là những gì mà mình đây, mình học đây không phải là lý thuyết, mà đây là những cái điều mà cụ thể trong đời sống của mỗi người môn đệ. Và đây, những người mà đang ngồi đây là môn đệ Chúa Giêsu phải không nào? Phải không? Phải là người Kitô hữu không? Mọi người biết là Kitô hữu là gì không? Là gì? À, này có hai cách giải thích nha. Một cách giải thích đó là Kitô hữu. Kitô là Chúa Kitô ha. Hữu là có, có người nói là có, nên là người Kitô hữu là người có Chúa Kitô. À, đó là cách giải thích thứ nhất. Nhưng mà có cách giải thích thứ hai, Kitô hữu, hữu đây không phải là có. Hữu đây có nghĩa là bạn, bạn hữu đó. Cho nên là Kitô hữu là người bạn của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên bất kỳ những người mà được rửa tội rồi, có nghĩa là người có Chúa Giêsu Kitô nhá, nhưng mà còn hơn thế nữa là bạn của Chúa Giêsu Kitô. Mà bạn bè thì là mình phải lo hiểu nhau, lo cho nhau, hiểu nhau, bạn Chúa Giêsu Kitô. Mà bạn này là bạn hiểu đó, bạn hữu đó, là bạn đời đó. À, cho nên là chúng ta cố gắng, cái quan trọng nhất là mình đọc lời Chúa, là hãy coi đó, đó là những lời mà Chúa đang thủ thỉ với mình đó, thầm thì với mình đó. Cho nên chúng ta cùng đứng lên và cùng đọc lại những lời mà Chúa để lại trong Tin Mừng Thánh Luca chương thứ 24 từ câu thứ 13. Chúng ta cùng đọc. Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem. Họ chuẩn bị về tất cả sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mặt họ còn phải ngăn cản, không nhận ra. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Đức Giêsu
Tới đây thì là mình tạm dừng lại. Xin mời mọi người cùng ngồi. Xin chị Bích Vân cho lại cái slide trước. Chuyện xảy ra là cũng ngày hôm ấy. Cái ngày hôm ấy là ngày nào? Xin thưa, cái ngày hôm ấy là chính cái ngày Chúa Giê-xu phục sinh, cái ngày Chúa Giê-xu sống lại. Và cũng cái ngày Chúa Giê-xu sống lại thì là cái lúc đó là có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus. Thì hai người này, mọi người có biết tên hai người này không? Có ai biết tên hai người này không? Và cái quan trọng đây đó là trong đoạn Kinh Thánh đó, thì trên cái màn hình đó, đây, câu thứ 17, người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Sau cái câu 17 á, thì là có cái câu 18, nhưng mà cái câu 18 đã bị cắt đứt rồi. Nó không có trên màn hình, nhưng mà có trong sách thôi. Vì thế cho nên là ai mà có Kinh Thánh đó là có, xin mở ra mà coi lợi thế hơn. Còn ai mà không có thì nghe mình đọc nè. Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Câu 18: một trong hai người tên là Cleopat trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Rồi sau đó thì là Đức Giê-xu mới hỏi: chuyện gì vậy? Cái câu này bị cắt, lỗi kỹ thuật thôi, lỗi kỹ thuật thôi. Nhưng mà đó cũng là ý Chúa để bảo sao? Là mấy người mà không mang Kinh Thánh là thiệt thòi. Tạ ơn Chúa, như là đã tạ ơn Chúa đã soi sáng cho chị Bích Vân chuẩn bị cái slide đó, nó thiếu câu đó. Cảm ơn chị Bích Vân nhiều ha. Cho chị Bích Vân chào pháo tay, nó thiếu mất câu đó. Nhưng mà hay quá, chính vì thiếu mất câu đó cho nên là mấy người mà không đem Kinh Thánh là mới thấy thiệt thòi, không hiểu gì hết. Một trong hai người đó là tên là Cleopat, vậy người thứ hai tên gì? Có biết không? Không biết. Và các học giả Kinh Thánh, bởi vì mình nghiên cứu Kinh Thánh, mình như là học cái dạy Kinh Thánh mà, điên đầu về cái chuyện này. Và có ông là viết cuốn sách dày như thế này để mà đi tìm kiếm và giải thích cái người thứ hai tên là gì, mà tại sao mà không có nêu tên ra. Hai người tự nhiên nêu có cái Cleopat thì là một trong những cách giải thích. Đó là hai người mà nêu tên một người Cleopat thôi thì người thứ hai chắc là vợ của ổng thôi. Một người tên là ông Cleopat, còn người thứ hai tên là bà Cleopat, vậy thôi á. Vậy thôi, đấy một trong cái giải thích vậy thôi. Nhưng mà thật ra đó là cái gì, là đơn giản là cái mà coi như là họ đoán non đoán già vậy thôi. Nhưng mà thánh sử Luca chỉ cần nêu tên một người thôi, có ý nghĩa gì? Đó, xin thưa, nếu mà giải thích theo kiểu chú giải Kinh Thánh thì là khi mà thánh Luca nêu tên một người thôi thì mình có thể hiểu được rằng là đơn giản là cái người đó tên là Cleopat, là người nổi tiếng ở trong cộng đoàn tín hữu thời đó, phải không nào? Cho nên là ông Luca, thánh sử Luca nêu ra để mà những tín hữu mà đọc đó biết, ông đó, ông Cleopat đó, đúng không? Còn người thứ hai vì là họ không có nổi tiếng bằng Cleopat cho nên thôi không cần nêu tên. Đúng đấy, nếu một người thôi. Nhưng mà tại sao mà không nêu tên người đó mà vẫn là hai người, nhất thiệt là hai người? Và xin thưa là bởi vì đơn giản là chuyện xảy ra là vấn đề là hai người, là để ý thánh sử Luca muốn nhấn mạnh là hai người này là làm chứng cho cái việc đó. Và theo luật của Do Thái thì sao? Chứng cứ thì là dựa trên nhân chứng của hai hoặc ba người, cho nên là hai người làm chứng, làm chứng đó mới chứng thực. Ok. Nhưng mà suy về mặt thần học, và cái này là cái điểm quan trọng mà mình muốn nói ngày hôm nay, cái người môn đệ không tên đó. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tvastm@gmail.com. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu dcct.com hoặc vào youtube.com với từ khóa TVASTM. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa và trong vòng tay yêu thương của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào.